lần đầu hé lộ hình ảnh siêu biệt thự của Ronaldo tại châu Á, muốn đến phải đi thuyền, giá trị ước tính 500 tỷ. Siêu sao Ronaldo được cho đã mua một siêu biệt thự ở Ả Rập Xê Út. Ngôi sao Cristiano Ronaldo đã chuyển đến sống ở Ả Rập Xê Út nhằm phục vụ cho việc chơi bóng được khoảng một năm rưỡi. Tuy nhiên, chuyện CR7 sống tại căn hộ là chủ đề khiến fan thắc mắc suốt quãng thời gian dài. Mới đây, Cô bạn gái Georgina của Ronaldo đã giúp trả lời câu hỏi này khi đăng tải loạt ảnh về tổ ấm cặp đôi đang ở. Theo tờ Hola, biệt thự này nằm trên hòn đảo Umanhat um thuộc khu nghỉ dưỡng sang chảnh siêu tầm Regisresi, Ả Rập Xê Út. Đáng chú ý, địa điểm này chỉ có thể di chuyển đến bằng thuyền. Biệt thự này được cho sở hữu view nhìn ra biển, có sân tennis, bể bơi, phòng massage riêng. Từ các bức hình được Georgina đăng tải, có thể thấy căn hộ này có phòng khách rộng, ấm cúng với chiếc bàn lớn bằng gỗ địa điểm Ronaldo tổ chức sinh nhật cho các con. Truyền thông Bồ Đào Nha ước tính siêu biệt thự này có giá lên tới 20 triệu đô la Mỹ, hơn 500 tỷ đồng. Đây không phải biệt thự duy nhất tại châu Á. Hồi tháng 4, Bloomberg LINEA cho biết Ronaldo đã chi đậm để tậu một căn hộ nằm tại đảo tỷ phú ở Dubai. Trong các kỳ nghỉ dưỡng, CR7 cũng thường xuyên chọn Dubai là điểm đến. Những căn hộ trên được mô tả chỉ bằng vài tháng lương của Ronaldo chuyển đến thi đấu cho Anas, Ronaldo bỏ túi khoảng 200 triệu đô la Mỹ tê, yên thù lao mỗi năm. Kết thúc kỳ nghỉ ngắn cùng gia đình, Ronaldo đã trở về Bồ Đào Nha để hội quân cùng toàn đội hồi tuần trước. Siêu sao 39T, uổi hướng đến danh hiệu Euro thứ hai cùng tuyển quốc gia.